Làm sao để tăng thu nhập từ 2 triệu lên 65 triệu một tháng trong vòng 6 tháng? Mình sẽ nói cho bạn công thức, còn bạn làm đến đâu đó là tùy vào năng lực của bạn. Nhưng mà mình sẽ chỉ cho bạn các điểm rơi, điểm gãy để làm sao bạn tránh né được cái việc đó. Thì cái việc có thu nhập như vậy nó dựa vào công thức ao bèo. Các bạn có biết lý thuyết ao bèo không ạ? Tức là một giả sử một cái cánh bèo, cứ một cánh đập ra thì nó sẽ nhân lên làm hai cánh, thì cứ như vậy trong một đêm nó sẽ lấp đầy một cái ao và bèo sẽ đầy. Thì tương tự như vậy với cái thu nhập của bạn á, thì tháng đầu tiên bạn có thể chỉ có 1.000 thôi, tháng 2 bạn có 2.000, tháng thứ 4 bạn sẽ có 8.000, và đến tháng thứ 12 nếu bạn tiếp tục duy trì như vậy bạn sẽ có được hơn 2.038.000, đúng không? Và đến tháng thứ 24 con số này sẽ là rất là bất ngờ, là 8.388.000. Ôi, một con số rất là tuyệt vời đúng không? Nhưng tại sao có những người, đa số mọi người đi á, mọi người sẽ bị đâu đó lũy tín được khoảng 10 đến 40% thôi. Nhưng một cái mô hình mà lũy tín 40% là rất là good rồi các bạn. Tức là có nghĩa là gì? Thu nhập tháng này bạn 10 triệu thì tháng sau bạn là 14 triệu. Thì thông thường cái con số đó sẽ dễ đạt hơn rất là nhiều. Thì để điều kiện để đảm bảo ở đây các bạn có thể đạt x2 là gì? Là thứ nhất, những cái người họ phải sao chép đúng được cái công thức từ trên xuống dưới. Ví dụ nhá, bây giờ mình tuyển được một bạn vào, thế bạn đó năng lực phải bằng mình hoặc gấp hoặc bằng mình trở lên, đúng không? Thì tương tự như cái bạn đó, bạn ấy tuyển một người khác vào, bạn cộng tác viên đại lý gì đó, thì năng lực của bạn ấy cũng phải gấp đôi như vậy. Năng lực phải bằng như vậy thì mình mới có năng lực double, đúng không? Nhưng mà sẽ có trường hợp thế này, bạn ấy tuyển người vào mà năng lực của người kia nó chỉ bằng 30% và bạn ấy dừng lại, bạn ấy không tuyển tiếp thì gãy. Lần thứ nhất gãy. Lần thứ hai gãy là ở đâu? Đó là khi mà năng lực của người kia hơn bạn và bạn không, và họ tách ra một cái nhánh riêng, đúng không? Giống như con cái dạ riêng vậy đó. Tại vì cái mô hình này nó không phải là mô hình copy, không phải là mô hình đa cấp. Đa cấp là họ có lên trên, ai vào trước là người đó hưởng lợi, đúng không? Còn mô hình này là ai làm người đấy ăn. Nên là bạn phải luôn giỏi hơn người kia thì mới xuất hiện cái điều kiện thứ hai, tức là bạn phải có hai chân hoặc là ba chân, tức là ba nhánh dưới á, để đảm bảo là bạn chạy luôn luôn hơn người kia một cấp thì bạn mới được là cái hoa hồng của người của cái nhóm ở dưới, đúng không? Tức là giống như đơn giản thế này nhá, mô hình phân phối bình thường ấy, là bạn ở đại lý cấp 1 thì bạn muốn ăn hoa hồng của người đó thì bạn, người đó phải lấy doanh số thấp hơn bạn, hoặc là bạn phải nâng cấp mình lên thì bạn mới lấy được doanh số của người ta. Chứ bây giờ bạn vào đồng cấp thì bạn lấy doanh số kiểu gì, đúng không? Nên là phải tích cực, rất là nỗ lực để làm việc.